S qua H á, anh đi luôn từ S qua H á. Một tiếng là bao nhiêu tiền anh? 1 triệu đâu có nổi nó chứ, Phú Mỹ Hưng này khó làm ăn lắm á. Ngoài 100 tỷ không đó. Trời, mấy nhà sao tối thui vậy trời? Cái đèo dàn xe này của ổng không nè, hai bên luôn. Trời. Nào mà giật đồ ở cái khu Phú Mỹ Hưng này là phải bằng tiến sĩ hay gì. Giờ là khoảng 8 tỷ rưỡi nhá. Thì mở xong xuôi ra 5-6 tháng tóc bạc như Dương Quá luôn á. Sunny Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Sunny Đoàn buổi tối hôm nay vào lúc 8 giờ. Sunny đang đứng ở Phú Mỹ Hưng, gọi là xóm nhà già quận 7. Và trước mặt anh chị đó là đại lộ Nguyễn Văn Linh và ở đây là Rexon Mall. Và Rexon Mall thì Sunny có vào rồi anh chị. Mọi người cũng đi mua sắm cũng rất là nhiều, nhưng mà đa số thì đi dạo và coi hàng hóa. Và đặc biệt là trốn cái nóng của Sài Gòn. Không có mưa, trời rất là oi bức. Và với clip này Sunny đứng đây và cũng mục đích là mời anh chị chúng ta sẽ trải nghiệm một chuyến xe điện. Chúng ta đi vòng ở khu vực Phú Mỹ Hưng để coi đường phố Phú Mỹ Hưng ở quận 7 về buổi tối thì như thế nào anh chị ha. Về giá cả chi tiết thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị sau khi mà lên xe để mình coi giá bao nhiêu đi một vòng. Một người 30.000. Một người 30.000. Hết vòng Phú Mỹ Hưng. Hết vòng Phú Mỹ Hưng. Rồi mời anh chị cùng trải nghiệm với Sunny nha, để coi coi. Gia đình có mấy người nữa? Gia đình mình khoảng 7 người con. Thì mình sẽ đi một vòng Phú Mỹ Hưng nha anh chị ha, để chia sẻ với anh chị. Buổi tối thời tiết Sài Gòn cũng xin lặp lại với anh chị là không mưa, rất là oi bức. Rồi chúng ta cùng trải nghiệm với Sunny nha. Ở đây thì đèn xanh đèn đỏ, mình qua đường phải rất là cẩn thận, phải tuân thủ luật lệ giao thông. Và bây giờ Sunny dẫn anh chị qua đường ha. Mình đón xe điện bên kia, rồi sau đó mình sẽ đi một vòng. Mình sẽ rồi. Đó, đi con. Get go. Đó, xe cộ cũng rất là đông anh chị. Ngồi sau ngồi trước gì cũng được con, miễn làm sao mà quay rõ nhất thôi. Ngồi bắt tài cũng được. Đây Phúc Long này đó, mọi người cũng mua sắm cũng rất là nhiều. Con nghĩ là ngồi sau luôn. Đây là coffee. Và bên trong thì thật sự mà nói dòng người đi mua sắm cũng rất là đông. Rồi, Sunny thì quay Rexon Mall nhiều rồi. Sunny cũng muốn chia sẻ mình đi xe điện nha anh chị ha. Bên kia là những cái dãy chung cư. Rồi, bây giờ Sunny tạm tắt nha. Bây giờ đón xe. Sau khi lên xe thì mời anh chị đi một vòng. Do con quay bậy bạ. Rồi, mời anh chị cùng đi. Cái này gọi là CityBus nha anh chị ha. Rồi. Rồi, đi một vòng. Rồi. Trong hồi mình về đây luôn hay sao? Dạ không, về xe đi. Về xe đi. Rồi. Rồi. Giờ mình đi bên Midtown hay là mình đi bên Sky? Dạ đi bên nào? Ông muốn đi Sky hay đi Midtown? Midtown nha. Đúng rồi, Midtown. Một dòng luôn. Tại vì cái CityBus là có gần bên đây mà. Cho đi Midtown luôn. Rồi, đi một vòng. Hello, hello. Kìa, hello. Vui quá, vui quá. Rồi. Rồi. Sẽ đi. Cái này là cầu Hồ Bán Nguyệt đúng không anh? Hồ Bán Nguyệt. Chạy vô tới trường đi lẻ là 30.000. Chạy vô tới chứ. Nếu mà đi nguyên chiếc như thế này nửa tiếng là 200.000 một chuyến. Cứ giả tỷ mà em đón lẻ về em cứ đứng dọc đường thì 30.000, 20.000 thôi. 20.000. Nó tùy theo, ví dụ như anh đi từ trường Canada nó qua Vivo nó mới là 30. Chứ thường thường là 20.000 anh đi, nếu mà ở đâu anh đổi về Rexon Mall là Rexon Mall anh đi đâu nó đều là có nhiều đó thôi. Vậy à. 20.000 thôi. 20.000. Chỉ có đi ví dụ như cái nó hai cái khu nó liên khu luôn đó, là cái khu S nó chia ra hai khu á. Dạ. Khu S với khu H á, anh đi luôn từ S qua H á. Nếu mà người lạ với liên hệ số điện thoại hay sao anh? Số mấy anh? Gọi nãy mới gọi đó. Rồi. Số nãy mới gọi đó. Rồi. Nguyễn Lương Bằng. Cái này là về nhà bà nè. Buổi tối Phú Mỹ Hưng. Chú, xe này có chạy tới cái chỗ trường Đại học MIT không chú? Nó nằm tới mình biết đâu, không tới, không tới. Nó tới Vivo là điểm cuối rồi đó. Vivo là điểm cuối, ngay chỗ cái xóm Hàn Quốc á. Còn ở dưới này á là nó tới trường Canada là điểm cuối rồi đó. Canada điểm cuối. Mình đón thời gian đi nếu một vòng vào khoảng 30 phút, 25-30 phút. Có nhiều người tại nãy em mới chạy cái tour tiếng xong đó. Một tiếng là bao nhiêu tiền anh? 350. 350. Mà điều giờ này mình đi nửa tiếng là vừa rồi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ Phú Mỹ Hưng là mình xưa giờ ở đây biết quá, tới 10 giờ là ta nghỉ ngủ hết rồi. Dạ. Nam Sài Gòn này phải không? Chiều này có không? Đúng rồi. Nam Sài Gòn này. Mà mấy cái trường mẫu giáo này hình như là sau này nó tụi nó học đây nè, ở mặt trước hình như là nhà nước là thu hồi lại sao đó. Nè, giờ này nay mốt là mấy nó học ở đây nè. Nam Sài Gòn làm như là nó làm mấy ổng lấy lại là làm trụ sở hành chánh hay gì đó. Cái khu vực này á. Cái này có đi ngang trường né không? Đến Thiện Lý. Đúng rồi, chỉ là chim mà mầm mà. Dạ. Chim món cua. Đi cua qua đi. Hàn Quốc mà điều bây giờ bển nó nghỉ nhiều lắm, đóng cửa nãy chạy ngang ở bên Sky á. Nghỉ nhiều lắm. Sky định sao dạo này nghỉ nhiều anh ha? Không phải, tại vì mới ngày lễ nữa nè nó nghỉ nhiều. Chứ em thấy đóng cửa quá trời luôn á. Bán chịu đâu có nổi nó chứ Phú Mỹ Hưng này khó làm ăn lắm á. Bán được có 3-4 tiếng đồng hồ mà phải thuê bằng 3-4.000 đô rồi. Trời ơi, đúng rồi, mắc quá mà chịu sao nổi. Tại vì mình bán từ ở đây là Phú Mỹ Hưng là biết quá, là bán từ tối cho tới 10 giờ là hết rồi đó. Bán thêm được như mấy quận khác. Mà lại khách á, anh biết không? Là khách của cái khu này thôi chứ không có khách vãng lai. Dạ đúng rồi. Vậy đó, khách vãng lai chỉ đi dạo xong qua về quận nhất thôi. Người ta không dám ăn đây luôn á. Mắc quá hả? Đó, người ta đi dạo thôi, người ta đi về bên kia ta ăn hết rồi. Tại vì em thấy bên Hàn Quốc á, Sky Garden em thấy đóng cửa nhiều lắm. Mấy cái bảng hiệu rồi cho thuê mướn nhiều quá trời luôn. Ông năm nay làm ăn có vẻ xuống anh ha. Không phải, năm nay còn đói lắm á. Đói hả? Theo anh đón vậy đúng không? Còn mệt mỏi lắm á. Mệt mỏi. Kinh tế là mình còn gọi lắm. Cái này là Riverside đó. Chung cư Riverside đây nè. Nhà này đẹp nè. Chung cư Riverside. Đây. Đó. Mấy ông này cũng có hành trình rồi. Đẹp thử mà. Coi như nó nở đèn ghê không? Hỏi tiền điện không là mệt luôn rồi đó. Cái này là xóm nhà giàu đó. Biệt thự không à. Ngoài 100 tỷ không đó. Trời ơi, 100 tỷ, ngoài 100 tỷ. 100 tỷ không đó. Mấy cái căn biệt thự này nè. Tưởng thiệt. Sao công nhận phải nói người ta nhiều tiền quá anh ha. Còn ở trong cái hàng rào đó đó là tới là ngoài 200 tỷ luôn đó. À, cái hàng rào mà coi như là đó, đi vô phải cổng là phải có bảo vệ đó. Cổng này, cổng số 1 đó là cái hàng rào xanh này nè, là mình vô bước vô đó là phải là ngoài 200 tỷ luôn chứ không phải. Trời ơi. Cái, nghe cái hết hồn. Cái khu này là khu Chateau nè. Là nhất của Phú Mỹ Hưng bây giờ. Khu Hàn Quốc hả? Cái đường con nó thấy có con đường Hàn Quốc. Cái này là khu Chateau, cái này là nó kêu bằng cái này nó giống như nó lâu đài này, nó không có biệt thự gì nữa mà nó có biết sao nó có hồ bơi rồi nữa mà. Biệt lập luôn á. Nó biệt lập. Ai đâu mở nổi ha. Nhưng mà người ta ở trong đó nó 99 căn bít cửa nên đâu có còn căn nào đâu. Trời ơi, giờ muốn mua cũng có hả? Hết rồi, nó bán lại thôi, nó sang lại thôi chứ còn hết rồi. Có nhiều người giàu ha. Như còn cái căn này nè là ngày xưa đó chủ cũ ha, chủ cũ là người ta mua 27 tỷ cái người ta bán lại, cái ông nó bán lại 40 mấy tỷ. Cái giờ cái nhà này là ngoài 100 tỷ. Cách mấy năm anh giữ ổng giữ mà qua cái mùa dịch là coi như ổng nhưng mà điều giờ nó lên vậy thôi chứ tôi thấy để bán tùm lum không ai mua. Dạ đúng rồi, người ta để cái giá ảo thôi chứ còn nó bong bóng anh, nó thổi lên thôi chứ còn mình thấy là bán không được. Nên trời ơi, tiền như lá mít ha. Anh chạy đến mấy giờ anh mới nghỉ? Thì thường thường là cái tour này nữa là xong là nghỉ. Vậy à, một ngày ngày cứ chạy suốt thôi. Nhà này của chị Hảo là ngày xưa là chỉ nhà này 4-5 chiếc xe hơi mình chở chỉ đi hoài. Hồi đó là mua 5 mấy tỷ ra chứ giờ là đụng vô là phải là ngoài 100 nữa. Trời ơi. Nghe mà nói mà hết hồn là tiền đâu mà. Cái này cái cổng số 2 nữa nè. Dạ. Qua ông chở vô cái tàu bấm mía rồi chồng ra. Thì ở đây thì được có cái an ninh anh ha. An ninh. Cái cổng số 2 của nó. An ninh. Nó đến xe này để mở. Ủa đâu phải nó mở. Xe ngoài giờ, xe ngoài giờ. Nó không cho mình vô đâu. Mà nhưng mà mình có vô trong đó rồi tại vì chở người trong đó đó. Ôi đẹp quá ha, mình nhà. Này là cái mà cổ lên cổ lay chim rồi tùm lum. Đúng rồi, em có thấy. Bây giờ nó cấm luôn rồi, nó đâu cho xây. Cổ đập cổ sửa rồi nó không chịu. Bây giờ ở thằng này nó thấy nó quê nữa, nó nói là cũng như cái giống ở trong này là cái khu an ninh nó không bao giờ là được quay tùm lum mà cổ vô cổ quay nói cổ không nghe. Cổ quay cổ lay chim tùm lum tùm la, giờ nó không có cho cổ xây kìa. Hai vợ chồng nhà của cô đó là vô ngay cổng số 3 này đi vô luôn nè. Trời ơi, dạng như bữa hổm mình chở cái dạng biệt thự rồi ở trong đó đó nó mới chỉ nó nói. Trời, dạng biệt thự luôn rồi còn kìa. Không mà anh biết không, giàu tôi nói vô đây mà gặp mấy cái người trong này không bụng nữa thôi đó, trong này nó còn dữ hơn nữa anh ơi, tôi biết, trong này nó còn ghê hơn rồi. Không nói thôi đó. Trời ơi, trong này nó ghê nó gớm luôn á. Đừng giỡn con đôi. Cái là bắt đầu về muốn sốt rồi, tóc muốn bạc luôn á. Có hình suy nghe vậy là chết rồi. Alo. Ít cha này không có đâu, giờ này còn cái tour này cuối cùng rồi, hết luôn rồi. Rồi. Khách gọi nữa, giờ đâu có chở được nữa đâu. Trường gì vậy? Trường Canada. Canada đây. Nguyên cái con đường này là trường Canada với là nguyên cái dãy, nói chung là nguyên con đường Tân Phú này là trường quốc tế không đó. Quốc tế Canada nè. Cái này là phổ thông mà trung học cơ sở luôn. Qua bên phía bên kia đó là mầm non. Nghe anh nói mới biết là phải tiền nó quá trời. Thiệt luôn, cái cô đó mà có vô rồi mà còn thấy mấy cái người trong đó còn bệnh nữa thôi á. Ta giàu không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi. Mà ta không có xô, ta kính. Ta không có phải phô trương với ông vậy. Trời ơi, ở bên đó nó dữ lắm rồi đó, chở mấy cái tên vô đó biết mà cái dân Quảng Nam rồi nữa đó đó nha, chứ không phải cái người mà ở gốc Sài Gòn nha, người Quảng Nam rồi luôn đó. Mà cái kiểu mà giống như ngày xưa chắc cũng tướng tá gì trong đó, giữ con cháu đó, dữ lắm. Tụi nó đi chở nó hàng ngày mà ở trong đó nó vô nó nói nè, cũng cái tật cái láo vô la làng giờ nó không cho xây đó, nó nói mình nó kể mình nghe đó. Cái chỗ này cái khúc cái đoạn này là cái thằng trường Canada nó mua đất. Vô đây là học hết luôn, ở đi đâu? Vô đây là nếu mà có tiền là vô đây học từ tiểu học mẫu giáo lên luôn. Nhầm kia nó 2 năm rồi nó muốn đi qua bên kia nó đi. Vậy ở người Việt Nam giờ cũng giàu ghê ha. cũng có nhiều người giàu. Giờ bây giờ ở Việt Nam này mình chịu không nổi đâu, ở trong cái Chateau vô thấy nó còn ghê lắm. Chateau mà không phải nó một căn nữa, nó 2-3 căn ở trong đó, nó ghê lắm. Tiền quá ha. Nhà mà nói thiệt anh á, cái ngoài 100 tỷ phải không, mà tại vì giờ mình đi tối quá là muộn quá rồi, phải đi cả tiếng rồi chỉ cho. Ở Phú Mỹ Hưng này nè mà 20 mấy căn như vậy mà ngay cái góc ngã tư đường không đó, chứ không phải là một căn đâu, là một chủ đó mà cậu làm bên cái ngành mỹ phẩm á, để tôi chỉ cho lại lên la chứ có cửa chứ mấy cửa này đâu, ở đây nó còn ghê lắm à. Trời, ở đây đụng cái là nó lấy nó dán cái miệng lại là im liền luôn, ở đây nó ghê lắm luôn. Đây nhầm người âm thầm ta không nói đó, chứ người ta ghê lắm á. Không, nhầm cái cũng là cái mục đích người ta bán hàng bán gì đó người ta làm vậy đó, phải không? Cái đó mình không nói đi, nhưng mà nói cái độ giàu là ở đây ghê lắm. Không, em thấy cái Phú Mỹ Hưng có vẻ là nó sầm uất nhất á, cái khu mà dân cư nó tồn tại mà lâu mà sầm uất nhất từ xưa giờ á. Có cái đó là hết rồi đó chị. Tới hết rồi đó. Mấy nhà sao tối thui vậy trời? Nhà này á, tại vì khi ta thấy nhà bán kìa, thấy chưa? Nhà bán. Mà mấy nhà đẹp không phải không? Nhà đẹp, nhà bán. Đây cái mà thấy cái xe là bệnh luôn á, nhà nó số 18 là 501B. Mà là cái số xe là con số 3, 4, số 9 sao đuôi cái chiếc Bentley. Bây giờ Rolls Royce Bentley để tôi chạy ngang luôn cho thấy luôn. Nhà 9 nút luôn á, số 18 luôn. Có bảo vệ ngồi đằng trước mà bảo vệ tội nghiệp hơn Cường Đô La, tại vì Cường Đô La nó có xây cái lồng gác cho ngồi, còn này nó ngồi có mưa gió đọc và bỏ cái mưa thấy mẹ luôn. Tội nghiệp quá, không có chỗ ngồi luôn. Lúc trước tôi chạy hả, mưa mà thấy nó để cái dù nó che mưa là tội nghiệp lắm. Nè đường nhỏ này nè là nói này nè. Cái số 18 ở bên tay trái á. Nhà số 18. Ở trên nhà đó. Trên ấy đừng nè. Có gì đâu mà lá đó. Nè ha, cái ở bên tay trái đó là đầu tiên mình tới nè là cái chiếc Subaru 2 cửa, xong rồi cái chiếc Rolls Royce ở trên, còn ở dưới này Bentley nè, Mini Cooper nè, đủ thứ trò hết á. Nó dữ lắm. Cái nhà mấy cây cao kiển nó về ánh sáng đó. Nhà số 18 đó. Cái này dàn xe này của ổng không nè, hai bên luôn. Trời ơi. Đó, coi chiếc Bentley coi mấy số 9 á. Trời ơi. Này ha. Trời ơi, đó, trời ơi, phủ luôn kìa. Trời ơi, dữ thiệt. Nè. Nè, mấy chiếc Mini Cooper rồi, không đó, mấy đây luôn nè. Trời ơi, đậu lên khênh ngoài đường vậy hả? Mà thường thường á, là cái con nhỏ con gái ổng á, là nó hay đi chiếc Bentley này nè, gặp nó hoài. Quá dữ. Cường Đô La thì cũng ở khu. Biết sao mình chạy cái khu này gần cả chục năm rồi. Vậy quá anh quá rành khu nào. Như cái này nè, cái cô này chừng khoảng 30, 32 tuổi thôi, cái nhà thức rồi. Thấy gớm thiệt á. Chở cũ hoài luôn á. Nhìn thấy gớm thiệt á. Bắt sốt luôn à. Còn ra đây mở tầm mắt thiệt chứ. Chứ mình là đến chặn rồi đó nha, nó chặn đường rồi đó. Ở đây bởi vậy nào mà vô giật độ đây ngu là thấy bình thường trống vậy, cái giật cái chạy lên đó đụng cái rầm rớt liền. Nào mà giật đồ ở cái khu Phú Mỹ Hưng này là phải bằng tiến sĩ hay gì mới giật nổi chứ. Có bằng tiến sĩ mới giật được không? Mấy mệt mỏi lắm á. Ở đây bảo vệ an ninh mà. Hồi đó giờ mình chạy đây mình chứng kiến nó bắt còn biết bao nhiêu trận rồi. Xe hơi tôi để ngoài đường không à? Để ngoài đường không có sao hết á. Mà anh nói vui là có bằng tiến sĩ nó mới giật được phải không? Chứ mấy thường thường là không nổi đâu. Mà ở đây á, vậy nè, thí dụ nó thấy ha, nó ngồi mấy cái chốt hồi nãy ngã tư đó, nó thấy anh lạ, anh chạy không ra là đây là nó chạy theo anh sau lưng á. Nó không. Nó hỏi anh liền á, nó hỏi anh tìm nhà ai. Ví dụ anh... Nhưng mà ban ngày thì đâu có gì. Ban ngày thì không có gì, nhưng mà ban đêm mà ban đêm anh, đúng rồi. Anh nói lộn xộn là nó kêu anh đi ra đi, không cho vô luôn á. Phải chơi đâu. Bảo vệ này nè. Thôi an ninh mà. Nhưng mà ban ngày em thấy đi bình thường, em đi dạo á em thấy cũng bình thường. Chứ ban đêm thì đúng rồi. Cái khu này là nãy nó có cái lọt một cái trường Lê Văn Tám thôi là đây là bắt đầu tới cái trường này là Hàn Quốc nè. Trường Canada rồi xong giờ trường Hàn Quốc. Nguyên cái giải này quốc tế không đó. Trường Hàn Quốc nè. Rồi kế cái trường Hàn Quốc là cái tới cái thằng Đài Bắc. Đài Bắc xong tới Nhật. Cái này của Hàn Quốc. À. Mà sao Hàn Quốc nó ở Sky Garden nhiều anh ha? Ngay chỗ Vivo á. À nó tập trung mà. À tập trung có giống như cái shop của nó luôn á. Đó là nó giống như cái cộng đồng. Dạ. Nó ở giống như người Hoa mình. Dạ à, dạ đúng rồi. Nó loại nó cộng đồng đó đó. Em thấy đâu nhà hàng 3-4 tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn. Cái này cái khu này khu 5 đô. À 5 đô. Lên chút xíu cái nó tới Mỹ Gia. À. Nè cái này là trường của Đài Loan. À trường Đài Loan. Đài Bắc á. À. Đài Bắc Trung Hoa đó. Taipei kìa, Taipei kìa. In Hồ Chí Minh. Nhưng mà ở Đài Loan này để coi chỉ giờ này tắt rồi hả ta. Có cái quán bò nó rất là ngon. À. Mà rẻ luôn có một đây nè. À. Bò bít tết đó chứ. Bò bít tết mà nó có 100 mấy à. À. 100 mấy mà nó có khoảng 400 g luôn à. À vậy à. Tức là cái đồ ăn đồ đi nội trong đó nó nói là nó cân lên khoảng 400 g. Là... Có 789 đó là của 789 đường gì? Không phải 400 g thịt mà nó là dịch là dừa dừa mì gì của nó luôn đó. Là nó hết luôn đó, trứng rồi luôn đó. 789 đường gì anh? Đường này đường Tân Phú. À, đường Tân Phú. Mà anh chỉ nói là vô đó nó nói rõ ràng mà tôi đưa khách lại thử rồi đó nha, tại mình khách nó hỏi đó, mình đưa thử vô là khách nói ok anh ngon mà đều một mình em ăn không hết thiệt, nó nói nhiều. Là Midtown nè. M8 nè. Cái 4 lốc mà cái lốc này mắc nhất á. Nhà này khoảng nhiêu tiền chú? Giờ là khoảng 8,5 tỷ á. 8,5 tỷ mà nếu mà tính ra ở dưới đất mà nhà trong hẻm mình mua được 2 căn luôn. Nãy giờ này nó ngủ hết rồi, cái này nè, cái này là nó đây nè. À đài nước nè, à, cái đài nước nè, đẹp quá ha. Đây nè. À. Giờ nó ngủ rồi. Quá đẹp. Nè. Ừ, trời ơi, đẹp ghê luôn à. Buổi chiều hả chú? Buổi chiều có hả? 6:30 là có cái bờ tường này nè là đổ xuống nè. À. Bờ tường này nè. Trời ơi. 6:30. 6:30 là bắt đầu nó mở đó. Em chừng nào xin chú số điện thoại đi. Nè, rồi còn cái nhạc nước thì nằm ngoài đây. À. Đó, cái nhạc nước nằm ngoài đây, cái số nãy gọi 750. À đó rồi. Nè, cái nhạc nước mới bữa nào đi sớm sớm chút xíu. 6:30 là. À 6:30 cái gì gọi anh đúng không? Bởi vậy đây là quán ăn quán gì mình không phải tài ba gì mình nhờ khách á, khách nó nói rồi này nọ hỏi mấy người quen fan không, khách chỉ chỗ nào ăn ngon rồi nó chỉ mình. Rồi 8 tỷ mấy á hả? 8,5 tỷ đó. 8,5 tỷ đó. À đúng là 8-90 triệu mét vuông. Nó cỡ khoảng 110 mấy mét á. À. Ở đây là nó có 2 cái quán mà đông khách nhất đó là cái quán Ho Chi này nè, cà phê nè, Ho Chi với cái ốp lăng. Ốp lăng là có cái bánh rồi luôn, quán đó như của Hàn Quốc. Nó có bánh ngọt rồi trong đó. Ho Chi cà phê. Ho Chi cà phê. Ốp lăng là vừa bánh ngọt rồi trong đó. Nguyên khu này. Không phải, nó giống mà nha. Giống Y Chang đó. Giống Y Chang luôn, cái bờ hồ nó làm giống Y Chang luôn á. Nhưng mà không phải à. Nằm dưới kia rồi cái cầu nó nằm dưới kia. Nhưng mà mặt bằng ở đây là 2.000 mấy 3.000 đô không đó. Bán là phê lắm đó, để giỡn rồi. Ở đây Ở đây cái quán bê nè, nó cũng giết mấy chủ rồi đó, quán mà treo bảng đó. À. Giết mấy chủ rồi đó, lại đây bán cái là thấy mấy tháng là lên đường luôn đó. À. Không, thời buổi này nó khó lắm. Nó 2.000 mấy 3.000 đô mà. Đóng cửa cơ. Thời buổi này là tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa. Mà là 2.000 mấy 3.000 đô đâu phải dễ đâu. Chứ đúng ngày rồi. Xưa anh nhớ không, ngày xưa đó mà trước mùa dịch đó, anh có tiền chứ anh ra ngoài Đồng Khởi rồi anh thuê được, tôi mới sợ đó. Mà bây giờ ra Đồng Khởi đầy quá kìa. Đúng rồi, con đường Đồng Khởi tự do anh. Đó. À, đúng rồi. Đường Đồng Khởi bây giờ quá trời luôn. À. Tôi thấy có một cái nhà tôi để ý nó luôn đó, trên 2 năm rồi đó. Trời ơi, hồi ngày xưa sung quá ha, trước dịch sung lắm. Tại vì ngày xưa là tôi chạy xe mà rước bà con ở trong Phú Mỹ Hưng này ra ngoài đó mà. À. Cho nên là chạy xe 29 chỗ đó, thành đậu ngay đó hoài. Giờ cái nhà của bà Trung Mỹ Lan nó lại nó niêm phong luôn, nó dán rồi lại luôn, khỏi nhích cục cựa gì luôn. Nè cái này, cái sảnh này đẹp nhất là của cái thằng. À, cái sảnh này đẹp ha. Ha, cái sảnh nó ngon. Sẵn nó ngon ha. Nguyên cái dãy này làm ăn tới giờ nè, em thấy là như trễ rồi, nó vắng đúng không? Đúng rồi. Giờ phần không phải biết bữa nay là tại lễ. À, lễ người ta đi chơi hết rồi. Còn cái khu này, nguyên cái khu này nếu mà mình mà người mà giống mình ăn phở mà của Sài Gòn đồ của mình đó là vô cái tao phở này được nè. Tao phở. À. Là ăn ngon đó, tôi đưa thử khách vô bởi vì mình hỏi kỹ trong khi ba người của nó giống nhau đi nữa rồi mình mới chỉ. Dạ. Đó, là cái phở tao đó đó. Có đi vậy người 20 mà cũng 200.000 rồi. Đúng rồi. Mình có xe nhà đi xe nhà. Về nữa là 40 lận. Xe nhà phải đi 2 chiếc. Có cái chiếc lấy ngoài chiếc xe lái nè em. Đúng rồi. Lúc ba nó chở nó đi bằng xe gắn máy rồi. Vì cái phở thịnh của mình gần kế bên đó, mình đi đâu xa mình ở CityBus phải không? Dạ. Trời ơi, băng qua cái Happy là có rồi. Happy không chứ ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó cũng phải thương? Phở là đốt nhưng mà thấy không có ngon bằng phở thịnh ngoài Nguyễn Đức Cảnh. Ủa sao cái thương hiệu của nó mà kỳ vậy ta? Không ngon. Ủa vậy? Chỗ Nguyễn Đức Cảnh là nói ngay chỗ bánh mì 362 gì? Đúng rồi. Nó là cũng cùng chung dòng họ đó mà kỳ ta. Chắc một mẹ khác cha hay gì vậy? À, cái khu này đang xây ha. Không, cái khu mà cái khu này là nó chặn lại chuẩn bị xây mà có 46 căn thôi mà là nó phải trên 100 tỷ đó. À, nó nói đó. Mà tại vì bữa chở mấy cái cô mà làm sale làm gì cái khu nhà mẫu Phú Mỹ Hưng nè. À. Có ngồi cũng như là phát mấy tờ rơi cho khách hàng này nói đó. Trong này 46 căn mà nó xây giống như bên này nè. À. Ở bên này là biệt lập mà nó cho thuê. À, cho thuê. Ở không đó. Còn như cái Chateau nãy anh nói là mới giữ. Cái Chateau mới nào giữ. Còn cái thằng này là cho thuê. À, cho thuê. À, ở đây trận nhiều đường quá ha. Cái đó là tại vì biết sao cái khu đó là cái khu nhà mẫu. À, khu nhà mẫu của Phú Mỹ Hưng đó. Lý cơ sở 2 đó. Ủa ghét có học cấp 2 gì con tự à, tôi biết cấp 3 hay sao? Đâu? Cấp 9. Cấp 9 phải thơ 7 điểm. Nếu mà điểm trung bình 7 điểm thì được tuyển thẳng. Không, mà cái trường nó đẹp đó nha. Cái trường đó nó giống như là lai là nửa quốc tế là nửa Việt Nam đó, nó lai đó. Đẹp đó. Không, trường lai. Cháu nó đang học đó. Không mà cái nó tuyển học sinh vô cũng khó lắm đó. Chứ phải có tiền là được đâu. Nè ba, Star Hill lần trước cũng tính mua bên đây nè ba. Star Hill bên đây nè là đối diện cái trường này luôn. Vắng quá, vắng hơn. Bữa có vô đây được rồi. Miêu đây không có gần bệnh viện, Miêu trên gần bệnh viện. Bệnh viện. Đó, đây nâng cổng nè, bên đây cổng nè. Chính là cái hoa hồng nè. Cái mặt này, mặt trắng của nó nè. Còn học bên kia lớp 8 rồi đó, chính là đây. Trường học á. Cái hướng đi xuống dưới nhà. Đó, chị Linh thì. Cái tên của ông mà thành lập Phú Mỹ Hưng đó. Đang bắt dế. Cái quán này là quán sao quán bia chuẩn bữa nay tắt đèn sớm mà có 2 người ngồi vậy ta. Quán quá. 3 mấy 4 ngàn đó. Cũng 3 mấy 4 ngàn á hả? Thở cũng thở oxy lắm luôn đó. Thở oxy cái câu anh nói thở oxy cũng hay. Ông thời này thở oxy nhiều lắm. Nằm thôi thớp. Thôi thớp. Chơi đâu giật ống là chết liền. Thở oxy đúng là thời. Thở oxy đó. Thời buổi kinh doanh này thở oxy. Thở oxy giật ống là chết liền. Mấy cái quán tôi biết đây nhiều quán lắm á, nhiều quán mà kêu bằng hả? Thở oxy. Mở xong xuôi ra 5-6 tháng tóc bạc như Dương Quá luôn á. Thiệt luôn á, tôi biết ở đây nè mấy cái quán này nha, để nữa. Ý nhưng mà ngày xưa thì không có trường hợp đó đúng không? Mới đây thôi đúng không? Từ trước dịch đến giờ thôi. Tại bây giờ nó khó làm ăn đó. Thở oxy tóc bạc như Dương Quá đúng không? Lúc ống là chết liền. Nè, nguyên cái giải này nè. Nguyên cái giải này là vắng quá. Đồ ăn, đồ uống không mà đều cái này là khu này là cái món Bắc nhiều. Ý người Bắc ở Phú Mỹ Hưng nhiều không ta? Nhiều. Nhiều hả? Nhiều. Nhưng vậy người Bắc giờ giàu ha. Bắc giàu á. Giàu hơn người Nam á. Bắc có mấy chữ bánh canh tăng bang gì á. Bánh canh chẳng bàn. Rồi ở đây nó có cái phở Trang cũng được nè, mà phở Trang nó rẻ nè, có 55.000 nè. Chợ cá là nội phố rồi, chợ cá Bảy Dọng nữa. Đúng rồi, chợ cá Bảy Dọng. Cái quán này là nổi tiếng là Lòng Béo đó. Lòng Béo này. Mấy lần đi ăn ngoài. Lòng Béo. Lòng Béo không? Nó là giống như cái dạng đồ ăn dân dã, canh cua rau đai đồ này. Bắc đó, món Bắc. Cà pháo mắm tôm này nọ rồi đó, thịt luộc đồ. Ở khu Phú Mỹ Hưng này nó vui lắm, nó nhiều quán. Coi như là bạch lắm, thôi thớp thôi. Không, cái hiện tượng này em thấy là bắt trước dịch cúm đến giờ luôn, em tưởng hết dịch là nó sẽ sung lại, hóa ra đâu có. Mấy nhỏ cháu là nó nói ở bên Úc bên đồ còn quải luôn này. Nhỏ cháu nó về nó nói bên nước ngoài cũng mệt lắm. Đúng, tình hình chung mà. Khu này giống như khác hẳn khu bên mình nhiều ba. Đất quá rồi. Phú Mỹ Hưng hồi xưa đầm lầy mà. Nó làm cái này bởi vậy Sài Gòn ngập rồi phải rồi đó. Hồi xưa cái này là một cái chứa túi nước mà. Đó như cái quán chỗ này, cái quán Minh Phát nè, lúc mà tôi ngồi tôi nói rồi, tôi nói cái này nó không bao giờ cầm cự được lâu á, mà thời gian là lên đường hổm thấy nó để cái bảng là để là coi như là cho thuê lại luôn á. Ê rút oxy rồi anh. Rồi mệt rồi đó, coi như là nó xong á, cái Minh Phát này nè. Không rút rồi. Rất là to. Mà nhầm khi một ngày cả ngày cả đêm mà bán không được bao nhiêu hết, sao chịu nổi. Quán này to lắm. Đúng rồi quá rộng luôn nè. Mấy nhóc nhỏ nó chạy á là sao? Nó nói vậy không chịu nổi. Quán này đúng rồi, mặt bằng quá rộng luôn hả? Mà ý là ban ngày là bán cơm cho mấy cái tòa nhà đồ ở đây gần đó nha, mà ban đêm bán quán nhậu nữa đó mà chịu không nổi đó. Làm ăn giờ khó khăn quá. Ngoài thấy cũng nhanh đó con ha. Phải rồi đó. Bây giờ tuần lễ nhanh ghê. Chuẩn bị đóng tiền. Con phải đăng nhanh. Nhanh chứ ba thấy mệt. Thấy kỹ cũng phải đóng thôi. Ủa về Nguyễn Lương Bằng lại đây không? Bây giờ mình về tới CityBus này nè. Đúng rồi. Về đó, tới giờ rồi. Bây giờ này cũng còn nó đâu đi đâu, nó đóng cửa hết rồi. Ở Phú Mỹ Hưng này nó chơi văn minh lắm, chơi vậy đó. Là ngồi tới giờ ngủ rồi chứ không có chơi như quận nhất quận 3 đâu bên kia đâu. Mình để coi CityBus 1 hả? Mình về CityBus 1 phải không? Dạ 1. Mà cổng số mấy? Dạ cổng 1 luôn. Rồi. chị biết cái người Hàn Quốc ở trong đó cũng nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không bằng ở bên Happy. Happy còn nhiều nữa. Hàn Quốc hình như họ cũng về bớt rồi, họ làm ăn cũng khó, họ về nước bớt rồi. Thấy hồi xưa em qua Sky Garden thấy em đi thấy rừng luôn á, bây giờ cũng bớt rồi. Mà bên cái khu Sky nó cũng phức tạp. Dạ. Hồi đó là kiểu là mấy người Hàn Quốc là giang hồ không đó. À. Biết hả, cái ông đó làm ăn với nó làm sao mà anh bỏ qua đây làm mà nó truy sát cả gia đình nó luôn, nó chém mà có rút cũng còn có nhỏ con gái còn sống đó. Rồi nó đâm chết hai vợ chồng của Hàn Quốc nó luôn rồi. Nhỏ con gái chạy lên phòng ở trên lầu nó đóng cửa lại là nó ra nó lái chiếc xe đi ra quận 2 đốt luôn á. À. Tụi nó giang hồ lắm đó chứ. Đúng rồi. Tối không, tối công an đứng nhiều chứ. Đường này Nguyễn Linh tối nó có thường tụi nhỏ tối nó có đua không anh? Nó không dám đâu. Không dám. Tối là mấy ảnh đứng ngang góc này nè. À. Nó gặp đứng đèn xanh đèn đỏ là mới lại là đưa ống thổi cho thổi là dính vô. À. Thấy hoài gì thấy. Ừ. Tối đi ăn rồi về chạy về đó thấy. Ừ. Mấy ảnh là hay lắm, ảnh đứng từ xa ảnh nhìn cái tên nào vậy đó lại kêu đứa nào chở bầu bịch rồi đó kêu hỏi vô dính kỳ. Ừ. Hỏi vô cái là mệt mỏi. Có 200 lẻ không? Mày cầm nha. Thôi cho 100 đi, đây có 100. Rồi thôi anh khỏe nha, cảm ơn anh, bữa nào có đi sớm á. Bữa nào gặp lại. Dạ, bữa nào đi sớm đó anh chở. Tại vì em chạy thường thường cái ca là 3 giờ chiều dạ. Tới 10 giờ đêm. Cái ca còn mấy cái ca kia ca sáng. Chạy ca chiều. Chạy là mình ăn lương hay là mình ăn cái này ăn lương đó là lương nó căn bản vậy đó. À. Rồi cái ví dụ như có khách nhiều thì nó tính cái doanh thu rồi nó. À, dạ. Có đứa học sinh thì tới Tân Phú. Có luôn. Nhưng mà cái đó là cái học sinh là phải đăng ký qua bên cái tổng đài. À. Bữa nay anh chở mới biết được cái cường độ nó như thế nào. Ừ. Rồi, cảm ơn anh nha. Hẹn gặp lại. Dạ. Dạ. Rồi, đây là chuyến xe. Sunny sẽ insert cái số điện thoại lên gửi anh chị và các bạn nha, để chúng ta có một cái trải nghiệm. Rồi, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Một phần nào đó chia sẻ hình ảnh Phú Mỹ Hưng về đêm. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại trong cái video clip sau. Chúc anh chị luôn vui khỏe nhé. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.